Huyện Nam Đầu là địa phương có nhiều di dân mới người Việt Nam sinh sống. Để giúp cho con em thế hệ thứ hai của họ có thể sớm làm quen với tiếng mẹ đẻ, một thư viện công lập tại thôn Cúa Sinh đã đặc biệt tổ chức hoạt động dạy các bài hát đồng dao dành cho các em mẫu giáo từ 3 đến 6 tuổi. Hy vọng rằng thông qua những giai điệu lời ca sẽ giúp cho các em có thể học được tiếng mẹ đẻ. Thôn Cổ Sinh có nhiều tộc người sinh sống như người Khách Gia, người Mân Nam và cả di dân mới. Trong nhóm di dân mới thì người Việt là đông nhất. Do đó, văn phòng quản lý thôn ra sức thúc đẩy phát triển văn hóa và ngôn ngữ đa dân tộc. Vì thế đã chọn trường mẫu giáo trực thuộc trường tiểu học Cổ Sinh để tổ chức hoạt động giảng dạy những bài hát đồng dao dân gian Việt Nam. Nhằm giúp cho các em di dân mới thế hệ thứ hai hiểu thêm về văn hóa quê mẹ, thư viện thôn Cổ Sinh đã mời giáo viên người Việt đến giảng dạy với phương pháp giảng dạy sôi động và dí dỏm thông qua các bài hát đồng dao dân gian Việt Nam, giúp cho các em nhỏ học được một số từ vựng đơn giản như con số và màu sắc. Các em học sinh di dân mới thế hệ thứ hai thông qua việc học hát và học đọc các con số đơn giản để làm quen với nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, từ đó học cách tôn trọng các dân tộc khác cũng như tạo nền tảng cho quá trình quốc tế hóa trong tương lai.